Nguyễn Phú Hạng bắt bài. Một tình huống 3 điểm từ rất xa của Anthony January. Horace, đường truyền rất tốt của Horace. 2 điểm được tính và sẽ có thêm một tình huống ném phạt. Pha 3 điểm thứ hai dành cho Dinner trong trận đấu ngày hôm nay. Hứa Thành, một tình huống thủ rất sát của Horace Kim Phước Tâm và đây là Dinner. Một tình huống như bố bổ, một tình huống hammer của Dinner dành tặng cho Hamilton. Một tình huống double team dành cho Anthony January. Đường từng đó là quá mỏng manh và đây là đá với đây. Vẫn không có điểm nhưng đó là một tình huống phút bạch quá tuyệt vời của Anthony January. Hamilton thường gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với trung phong bên phía đội bóng chủ nhà. Đó là một tình block của January dành tặng cho block machine Hamilton. Dành cho Anthony January.